Hello, welcome to my channel. Này mình chơi 12 trò với cái game Snake Rival đầu tiên. Let's go. À, chúng ta sẽ chọn cái chế độ này đi. Ôi dồi, mãi mới vào được cái game này. Chúng ta chơi chế độ sinh tồn các bạn. À, let's go. À đây đây, điều khiển bên này. Trời ơi, game này đẹp thế nhỉ. Đồ họa mượt mà đẹp vãi chưởng luôn. Không tin các bạn tải về mà xem. Con rắn ngục. À trong trong cái map này chúng ta có 50 người, 50 thành viên. Và ai chết trước thì sẽ bị out luôn khỏi đây. Đấy, còn 46 thôi. Xem là ai là người sống sót cuối cùng đó. Thôi mình cứ lượn lờ đây cho họ đánh nhau chán đi, xong mình ra mình vét má. Ui dồi, vay gà nó thổi lửa. Thổi lửa kinh thật. Được một thành viên chết đây sao không? Nhiều con run nhìn ghê vay, giống như cái con sâu, con sâu ở trên cây khế ấy, nhìn ghê vay. Chạm đây là chết này. Trời ơi, hay quá trời luôn cái game này. Nhìn đồ họa như thật. What? Kinh quá. Mình oằng rồi. Chết thôi. Được thưởng đấy, được thưởng một ít này. Mình sẽ vào cho Hagrim. Let's go. Tại mình vừa mới khóa được cái màn này. Ở đây có những cái con sen to lắm. Thực sự chơi màn này rất là khó. Có nhiều cái chỗ nó khóc khục. Dễ bị lật xe lắm. Đây có, ô có con cá này. Mình chọn cách là bay qua luôn này. Không chơi mấy con cá ấy, con cá to quá. Ô sang đây rồi. Chơi đỉnh vãi. Ô lên dốc này. Ô đấy, hết con cá con rồi lại à, có hết cá to lại đến con nhỏ 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 này. Nhưng lạc trôi được cái lãnh thổ với bọn cá này sao ấy. Cái gì đây? Ôi ôi ôi, lật xe lại này, hất lên út quá đỉnh. Mình nghĩ là những con dê khác không thể nào mà đi được trong cái map này đâu. Mình chuyển sang mùa thu rồi, lá rơi rồi. Trên hành tinh khác cũng có lá rơi mùa thu à. Có xăng này. Xăng, 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 xăng. Wow. Wow, đáng tiếc. Mình sẽ vào cho Black Zombie. Sự kiện này. À,
Dạo gần đây toàn mấy cái sự kiện về Giáng sinh này, trang trí rất đẹp. Mình tăng tốc cho mấy cái con zombie này rồi. Đất nước ta đang yên bình thịnh trị thì bỗng nhiên mấy cái con zombie này lên nó tấn công đông quá. Đông quá kìa. Tôi chết rồi, nó ăn mất cái cây này rồi. Mấy cái cây bowling thì mình khỏe phết đấy. Đồ... bọn nó bịt mất lối đi rồi anh em ơi. Tôi không sao, chỗ này vẫn còn một cái xe ùn của máy đây. Ấy. Bắn nhiệt tình như chị. Ôi sao? Sao nó ngắn vậy? Sự kiện này ngắn quá. Mình sẽ vào cho Scary Teacher. Chúng ta chơi cái màn trong chap 1 này. What should I wear to the masquerade party? Ha, đấy chính là trang phục này. Trang phục bà giáo rất yêu thích rồi. Chơi thôi. Let go. Mình cũng không biết nó cái kéo nó để đâu cơ. Chúng ta xuống nhà kho lấy kéo đã. Kéo để trong nhà kho này. Đây kéo đây. Cầm cái búa này nữa. Nào nhỉ anh em ơi. Vãi, mình tưởng bà đuổi đằng sau cơ. Hóa ra bà chui tận đầu đâu. Quán phòng nào có cái cửa nhỉ? Đây bên phòng này sao này? Tủ quần áo à? Không phải tủ bộ này, à đây. Chuồn thôi anh em ơi. Thế là thành công rồi đấy. Mình sẽ đến với trò Mario Kart. À, chúng ta sẽ vào cái phần Rainbow này. Ôi dồi ôi, đẹp chưa kìa. Wow. Quá là đẹp. Vừa đẹp nó vừa bồng bềnh chứ.
ta sẽ được đua trong cái vòng rất là bồng bềnh này. Chà, mình thích những cái map nó nhiều màu sắc như này, nhiều màu sắc này đua nó khoái. Ôi ôi bồng bềnh này, ôi mấy cái con này nó cũng bồng bềnh luôn. Lại dẫn đầu rồi. Đẹp chưa kìa. Không thể rơi xuống được đâu mà lo. Không thể rơi được. Trò này hay lắm, các bạn tải về mình chơi. Ây da, ây da, ui dồi ôi. Thanh niên nào ném một cái mai rùa đầu mình không biết. Rơi hết cả tiền rồi, bị những cái chướng ngại vật nó va vào là rơi hết tiền đấy. Ây da, trời ơi, liên tục là những cái pha giật sét. Mình ngó đằng sau thì không có ai. À, đằng sau có một bạn, một ông đang đuổi. Ông xem còn ai không? Không còn ai. Au, bám đuổi săn hút 50 kìa. Cái cô này. Hôm nay sao lại đua nhanh thế, mọi khi toàn đua xếp sau cơ mà. Hai người đều tranh nhau bị. Ôi trời ơi, chết chết chết. Ôi 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 ôi. Yeah. Wow, một pha bứt tốc. Đang thứ hai thứ ba bứt tốc phải lên sân thứ nhất luôn. Quá tuyệt vời. Mình sẽ vào cái trò Little Shingham. Let's go. Wow, rất cool. Ủa cái gì đấy? Cái trò này thì bao nhiêu năm nay thì nó vẫn chạy trên cái đoạn này không? Không có thay đổi một cái map nào khác. Chỉ khi nào mà đến sang một cái chỗ khác thì mới thay đổi thôi. Ôi. Cái gì? Tên lửa này. À, anh cứ cưới cả tên lửa này hài không? Thôi cho em xuống và... Lần đầu tiên được cưới tên lửa này. Ta sẽ ăn cái chết thật. Ôi, chết tôi lại chết tiếp. Chết lên tủ, lên tỏi. Mình mà chết lần nữa là chắc không thể hồi sinh đâu. Chúng ta hết cái lượt hồi sinh rồi. Cười. Đây rồi, đây rồi. Vào không gian này thì mướp đỡ. Yeah.
Ô còn 2-3 ván nữa. À đây 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 còn ván. Ván đấy. Úi dồi, vỡ mồm hết hồi sinh rồi. Mình sẽ đến với trò Fun Red 3D. Chúng ta đang ở màn 5-3. Sắp sang 5-4 nơi rồi. One go. Ui 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 ui, tuyệt vời. Mình sẽ sang màn 5-4. One go. Ôi dồi ôi. Vào đây. Yeah. Nhắc nào. Đây là màn 55 đúng không? À không, vẫn là màn 54. Ôi yeah. Lại về nhất rồi. Thường à, thèm à. Mình nên chọn cái trang phục này nhá. One go. Trò này không có âm thanh, đáng như phải thêm một cái âm thanh nữa. Phải add thêm music vào. Nhưng mà trò này không có. Mình sẽ sang cho Bad Hungry Montes. Chúng ta đang ở Chapa phần 4. Let's go. Phần này có mấy cái con con bạch sắc cầu vồng này di chuyển nhanh lắm. Úi dồi, qua được mấy màn này là cả vấn đề đấy. Chơi trò này tức, tức lắm. Tức như cái trò à, trò chơi gì nhỉ? Phải bớt đấy. Quá cay. Oh, win. Ôi, ok nhá. Win rồi, win rồi. Mình sang trò ice cream. Ten ten ten. Đây là cái dòng game Hero. Ở à, đây chỉ là cái đe, chắc là mấy đứa bạn với nhau thôi mà. Bạn bè dăm ba đứa thôi. Anh ấy đang viết hồi ký. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, vì đứa bạn của tôi xong rồi.
Ok đấy, mình sẽ đi cứu đứa bạn này. Cách là thế nào nhỉ? Đó, nó xuống. Ôi, xuống đây anh em ơi. Mình đi chui vào chuồng chó. Ôi đù, cái đoạn này ấy rồi, đoạn này nhầm rồi. Rơi bản đồ rồi, không phải chui nữa. Chui vào chuồng chó này chả ai bắt được. Đấy, chui vào chuồng chó là một cái rất là thông minh. Mình sẽ để ông nó đi dòng này một tí rồi chúng ta sẽ đi ra. Ấy, đi thôi. Cái game này không được sáng. Nấu đi anh em ơi. Ai ông lại nhìn thấy rồi. Chui tiếp đây. Chui đây là không 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 bị phát hiện đâu. Lừa lừa trong đi sang sáu, đi sang sau cái ô tô nữa rồi mình đột nhập vào đây được. Gắn nó đổ. Đóng cửa. À, chúng ta sẽ đến khu vực nào đây? À, ô tô đi. Đoạn này bỏ qua đi. Xuống thôi anh em ơi. Quay nồi đằng này sáng thế. Đi đấy, đâu ấy? Ui. Quay trưởng. Mình bị nhốt trong container. Chà ôi, đóng băng này. Ông ở ngoài rồi. Xem hướng dẫn này. Cái này toàn hướng dẫn gì. Chúng ta xem. Tìm băng keo đây thoát ra. Cái nhạc này ghét lắm. Nhà cái gì tức là ông ấy đằng ngoài sắp đi tiến đến mình thôi. Cái gì hộp đi này. Băng keo hôm nay đâu. Đù, thế này ra ngoài nào được. Sập cổ điện à. À đây đây. Được ra được. Cụ điện này mình sập rồi. Ủa đánh ra được các bạn ạ. Mình sang game khác ấy. Mình sẽ vào trò Badland. Chơi luôn đi.
Exit. Khó thế. Ok. Mình sẽ điều khiển. Rồi mình điều khiển con này này. Ôi, chết rồi. À chưa, chưa chết đâu, chưa chết đâu. Ủa tối thế. Không nhìn thấy gì cả. Cho xin một chút ánh sáng nào. Đây rồi. Chúng ta sang chờ Rapport 4 với con bot trong bản 1 đi. Cùng có bóng cà chua. Chọn con này cho nó dễ chơi này. Mình đã tiêu diệt xong, chúng ta sang trò cuối cùng đó là SpongeBob Flashy. Đây nào. 760 điểm, 760 điểm chơi được rồi. Dễ đấy mà 760 điểm chơi được. Quá nhanh. Trăm mười rồi, còn 4 lần nữa. Nhanh 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 nhanh. Vâng, sắp xong rồi, nhanh 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 nhanh. Oh yeah. Cái game này nhiều thẻ lắm, rất là nhiều thẻ, mình ăn nó cũng khá nhiều. Đầy màn mới luôn. Bữa mồm cái nhân vật thỏ của mình. Một lần nữa các bạn ơi, lần này chắc chắn là win nhá. Win rồi đấy. Sao thế nhỉ? Sao cơ? Mình tưởng 760 điểm rồi. Không sao, đó là tất cả 8 trò chơi trong... À 12 trò chơi trong ngày hôm nay. Goodbye, see you again.